Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Dân, tôi ở quận 10, năm nay tôi 67 tuổi. Trước đây thì tôi có đi trị bệnh chỗ bà Lương Y Lịch được một thời gian. Thì sau đó vì cái điều kiện đi làm á, không có đi được, đi tiếp tục được và tôi ngưng. Và đến hôm nay thì một cái tình cờ là cũng như là một cái duyên, thì tôi thấy được cái phương pháp này là được Thầy Châu và một số các nhà khoa học tiếp nối cái phương pháp trị bệnh của bà Lịch. Do đó mà tôi rất là mừng. Tại vì tôi bị đau cái khớp tay buổi sáng thì tôi không có gỡ ra được. Thì mà tôi đã uống thuốc là mười mấy hộp thuốc trị xương khớp rồi, nhưng mà nó không có hết. Cho nên tôi ngưng, tôi không uống nữa. Và sau đó thì tôi cứ mua dầu, cứ mỗi tối trước khi tôi đi ngủ thì tôi để cái dầu ở trên đầu giường á, thì tôi xoa để tôi nắng, rồi sau đó thì tôi xoa lên hai bàn chân, nhưng mà nó cũng là nó giảm thôi chứ nó không có bớt hẳn. Tức là sáng là cứng khớp buổi sáng, cứng khớp sáng á, là tay khi mình cứng ngắt này nè thì phải cử động rất là nhiều, thì sau đó cái tay của hoạt động lại. Nhưng mà cái mà di chứng của cái mà thứ hai nữa là mọi người sẽ thấy là gì, tức là khi mà bị đau thì đau đối xứng, tức là thấy đau đây là đau đây. Thấy cái vai đây, đau vai đây, thấy đầu gối này thì bị đầu gối kia. Và hầu như tất cả những cái chỗ nào trên cơ thể có khớp ấy, thì nó đau hết. Cho nên cái người bị viêm khớp dạng thấp nó thức dậy rất là đau đớn. Cái đó là nó thiệt, cực kỳ đau đớn luôn. Và khi mà bị cái viêm khớp dạng thấp rồi đó, thì trên thế giới là nó bây giờ phải dùng thuốc này dùng nọ, cuối cùng ấy, thì cha mà chuyên về khớp đó nói dùng aspirin. Thế đó, tức có nghĩa là thuốc không tìm ra cái thuốc mới để mà chữa cho được. Và những người viêm khớp dạng thấp là dần già sao đó, là mấy khớp bị biến dạng hết. Biến dạng là sao? Là cái ngón tay nó giống như là cái cánh quạt mà nó bị cong hết. Và những cái khớp này nó to bự lên và nhìn trong sần sùi rất là đau đớn. Nhưng mà khi mà tôi đến đây tôi học cái lớp căn bản thì tôi nghe được sau khi mà được quý thầy với quý cô giảng bài thì tôi về tôi mua một cặp đá về tôi chườn. Thì chườn xong mà chỉ có 2 ngày, 3 ngày, tới 5 ngày coi như là tới hôm nay thì nó hết hẳn. Chị khi mà chị viết lên đó là tôi thấy là tôi rất là vui. Tại vì là vui không phải là nghe ta ghét mình cũng sướng, nhưng mà không phải là vấn đề cho đó. Vấn đề chỗ là mình tìm ra một cái phương pháp rẻ tiền dễ làm mà để cho nhiều người có thể thực hiện để sao để cứu bao nhiêu người. Thế thì tôi cũng áp dụng luôn là tôi chườm gan, rồi tôi chườm luôn cái chân. Rồi trước khi tôi đi học thì tôi ở trong cái lợi tôi này nó có một cái cục nó sưng như nó có mũ vậy đó. Thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là tôi sẽ đi dự cái lớp này xong tôi về tôi đi nha sĩ rồi cho trị. Nhưng mà sau rồi tôi cứ dư cái hơi nóng nó còn hơi á, tôi cứ đắp lên đây. Rồi xong tự nhiên tới giờ nó hết rồi. Không biết sao, thành ra tôi mới nói là đúng là cũng là diệu, nhưng mà tôi nói nó vi diệu thật. Thì cũng rất là cảm ơn thầy Châu đã truyền đạt lại những cái phương pháp mà trước đây tôi đã đi theo trị bệnh bà Lịch, một phương pháp rất là khoa học và rất là có hiệu quả, mà hiệu quả nhanh. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thậpchíliêntâm.vn.